Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một cái màn hình chơi game rất là đẹp của Asus. Đây là cái màn hình ROG Strix XG27VQ. Cái tên thì khá là dông dài nhưng mà tóm lại là dòng XG, thành ra nó là màn hình cong. Kích thước 27 inch, độ phân giải là Full HD. Cái màn hình này cũng có tốc độ quét rất là cao, 144Hz, nhưng mà cái thời gian đáp ứng thì chỉ là 40 giây thôi. Mặt tiền của cái màn hình này thì anh em thấy là một cái thiết kế cũng rất là quen thuộc trong những cái dòng màn hình chơi game của Asus. Chúng ta có màn hình 27 inch, độ cong là 1800R, và độ cong này thì giải thích đơn giản cho anh em là nếu chúng ta dùng những cái tấm hình, những cái màn hình mà 27 inch của Asus này mà ráp thành một cái vòng tròn thì cái vòng tròn đó có bán kính là 1800mm hay là 1800m. Tiếp theo đó thì cái thiết kế bên ngoài viền màn hình thì nó cũng được Asus lược giảm, nó mỏng hơn rất là nhiều so với những cái thế hệ trước đây. Với cái kích thước viền thì vào khoảng đâu là 1cm ở hai bên và phía trên, còn bên dưới này thì dày hơn. Ở đây có một cái logo Matrom, thì và cái logo này anh em nên nhớ là nếu mua thì phải bảo vệ nó kỹ kỹ chút xíu, bởi vì nó rất dễ bị bong. Mình đang sử dụng cái màn hình này ở ngoài trời với ánh sáng trực tiếp và độ sáng màn hình đang chỉnh là 100%. Thì cái màn hình này cho phép chúng ta xoay trên một cái góc là vào khoảng đâu là 50 độ sang các bên, và cũng như là xoay lên xoay xuống trong khoảng là 20 độ. Thì với cái lớp phủ matte cùng với cái tấm nền là tấm nền VA, thành ra cái góc nhìn của màn hình cũng rất là tốt, nó cũng khá là tương đương với những cái tấm nền ABS. Mặt sau của XG27VQ rất là hầm hố với kiểu thiết kế theo phong cách của Mayan, với những cái đường điêu khắc ở đây, những cái lưới giả, đây là hệ thống tản nhiệt thật. Kèm theo đó thì tất cả các cổng kết nối được đặt ở phía dưới này. Và đây là hệ thống nút bấm gồm 4 nút cơ bản và một cái nút D-pad để chúng ta điều khiển trong cái menu OSD. Thì cái điểm đẹp nhất của cái màn hình này đó là cái hệ thống đèn hình vòng tròn, hỗ trợ cái công nghệ gọi là đèn Aura. Tuy nhiên thì cái tính năng đồng bộ trên cái màn hình này không có, và nó cho phép chúng ta chỉnh qua lại những cái hiệu ứng có sẵn trong cái menu OSD. Màn hình thì cái phần này thì gắn liền với cái chân đế làm khá là vững chãi và thiết kế rất là quen thuộc của Asus rồi. Thì có kiềng ba chân như thế này, nó vừa đủ để mà nâng cái màn hình khá là nặng, và nó cũng khá là linh hoạt khi chúng ta có thể xoay đi xoay lại như mình đã nói lúc nãy. Và ngay bên dưới cái phần đế này thì nó cũng có một cái đèn hắt xuống với cái logo ROG, và Asus có tặng kèm một cái miếng khác để mà thay đổi cái hình dạng của cái logo này, và nếu anh em thích thì em có thể chế những cái hình khác và gắn vào đây. Ở đây thì có một cái lỗ chúng ta sẽ quăng để gắn để luồn cáp vào. Và về các cổng kết nối thì cái màn hình XG27VQ nó có cơ bản chỉ có một vài cổng kết nối. Thứ nhất là jack âm thanh, cái màn hình này không có thích hợp loa, thành ra nó có jack âm thanh, chúng ta có thể đấu ra loa ngoài hoặc chúng ta đấu ra cái tai nghe DVI, HDMI và DisplayPort. Ngoài ra thì không có cổng USB. Một cổng USB thì rất là cần thiết, bởi vì nếu anh em thích dùng chuột bàn phím thì cái cổng USB trong màn hình sẽ tiết kiệm được không gian, ta đỡ phải đi dây lòng lằng ngoằng hơn. Tức là cái màn hình này không có. Màn hình 27 inch độ phân giải Full HD và tỷ lệ 16:9 thì có một số cái lưu ý trên cái màn hình này, đó là độ phân giải Full HD thì theo cái cá nhân mình thì nó phù hợp với kích thước màn hình từ 24 inch trở xuống, còn với 27 inch lên thì chúng ta tốt nhất thì phải từ 2K trở lên. Và thành ra với cái độ phân giải Full HD như thế này thì khi ở cái cự ly quan sát gần chúng ta sẽ thấy rất là rõ những cái điểm ảnh trên cái màn hình này. Thêm vào đó thì với cái độ cong 1800R thì chúng ta sẽ cần ngồi trong một cái khoảng cách đó phải phù hợp mới trải nghiệm được cái trải nghiệm gọi là hút mắt đối với cái màn hình cong. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ ngồi vào khoảng đâu là cách cái màn hình này khoảng 1,15cm, khoảng trên 1m, không quá 1,5m. Tuy nhiên thì với cái kích thước 27 inch, thành ra hai bên này nếu chúng ta ngồi quá xa thì hai bên cái màn hình sẽ bị ngắn đi và nó sẽ không có tràn hút mắt được. Thành ra chúng ta phải ngồi gần hơn. Cái màu sắc của cái màn hình này cũng khá là tươi và nó sẽ rất là phù hợp đối với cái việc mà chơi game. Mình có thử đo về cái độ sáng cũng như những cái con chỉ số khác của màn hình này, thì cái độ sáng tối đa của màn hình là 273 nit và nó phân bổ không đều. Chẳng hạn như ở vùng giữa màn hình thì nó khoảng 266 nit, còn ở trên đây là 273 là sáng nhất. Còn xung quanh này thì nó thấp hơn, chẳng hạn như 245 ở bên vùng bên trái và 238 vùng bên phải. Và Asus nói thì cái màn hình này có cái độ sáng tối đa là 300 nit thì 273 nó vẫn chưa đạt được cái độ sáng tối đa theo cái thông số lý thuyết. Kèm theo đó thì cái độ bao phủ màu sắc của cái màn hình này nó vào khoảng là 76% cái giải Adobe RGB, 99% giải sRGB và 70% NTSC. Thì Asus nói là 72% NTSC này cũng gần đạt được rồi. Vậy ra thì cái độ phủ giải màu của cái tấm nền VR trên cái màn hình này cũng rất là rộng. Và một cái đặc điểm rất là hay của cái tấm nền VR so với những cái tấm nền TN hay ABS, đó là cái độ tương phản của nó rất là cao.
Thì cái độ tương phản của màn hình này, tương phản tĩnh thì nó vào khoảng là trên 1000, tương phản rất là cao, và black level tức là khả năng tái tạo màu sắc đen của nó rất là đen, dưới 0.2. Nếu mà anh em thích chơi game, những cái game mà hành động, những cái game mà có khung cảnh tối, cũng như là những cái game mà những hình chúng ta xem phim, nhất là phim kinh dị, thì cái khung cảnh, cái màn hình, cái khả năng mà hiển thị màu đen của màn hình này nó sẽ tăng cường cái trải nghiệm rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu anh em nào có nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa hay in ấn với cái màn hình này thì mình khuyên là không nên, bởi vì cái độ chính xác và màu sắc của màn hình này nó khá là kém, và tấm nền VR nó cũng có một cái đặc điểm như thế. Tức là anh em có thể thấy về cái thang delta trung bình của nó vào khoảng trên 3 chấm, tức là trên mức 2 thì nó đã không lý tưởng rồi, và rất là nhiều màu sắc nó bị cương điệu lên. Cả như màu xanh, màu đỏ, màu xanh lục, xanh lam các thể loại thì nó đều rất là cao và cái tỷ lệ delta, thành ra là màu sắc nó không phù hợp nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua những cái thông số mà game thủ cần trên cái màn hình này. XG27VQ nó có cái tốc độ làm từ 144Hz, và mình qua cái trang của OFO test này thì mình đang kiểm tra được cái tốc độ làm tươi của nó là 143.9999, nói chung là 144Hz. Và tuy nhiên thì tấm nền VR nó không thể nào đạt được cái thời gian phản hồi nhanh như tấm nền TN, thì thường thường thì không thể nào dưới 20 giây. Thì cái tấm nền này, cái màn hình này thì có cái thời gian phản hồi là 40 giây, và cái thời gian này là cái thời gian mà cái điểm ảnh nó chuyển từ màu xám sang trắng và sang xám, và nó sẽ ảnh hưởng tới một cái yếu tố trên màn hình, đó là cái ghosting. Và khi chúng ta chuyển qua cái bài test thử về ghosting này thì nó cũng mô phỏng đi cái chuyển động nhanh khi chúng ta chơi game đua xe hay là chúng ta chơi cái bắn súng, ta lia cái hồng tâm, thì cái chuyển động nó cũng tương tự như vậy. Thì khi mà chuyển động nhanh như thế thì với cái thời gian phản hồi nó lâu thì nó sẽ gây ra một cái bóng nhòe ở phía sau những con UFO, anh em có thể thấy. Anh em có thể vào cái trang này và test cái khả năng ghosting của màn hình này. Chẳng hạn như chúng ta nhìn vào cái này mà chúng ta nhìn theo dõi cái UFO đang chạy thì chúng ta thấy được cái bóng mờ. Tuy nhiên thì để khắc phục cái tình trạng ghosting thì Asus đã trang bị cho cái màn hình này một cái tính năng khá là hay, đó là Ultra Low Motion Blur. Chúng ta có thể, nó được kích hoạt mặc định trên cái màn hình này luôn, và nó sẽ thay đổi cái mức độ tùy theo cái chế độ game mà chúng ta chơi, nó chỉnh trong cái phần OSD. Và bây giờ mình sẽ chơi mở một cái game cho anh em thể xem về cái độ mượt mà của cái màn hình này. Thì cần lưu ý là 1.4Hz cũng hỗ trợ luôn cả cái công nghệ AMD FreeSync, và mình đang thử nghiệm với lại cái card đồ họa là RX570, và chúng ta sẽ chơi cái game Doom với Vulkan API để xem được cái khung hình của nó như thế nào. Thì đây là Doom với Vulkan API, và tỷ lệ khung hình hiện tại đang là trên 120 khung hình trên giây, 144 rồi. Thì với cái công nghệ AMD FreeSync, chúng ta có thể mở bằng trong cái menu OSD như thế này đó, vào phần đó FreeSync chúng ta sẽ mở, đồng thời chúng ta sẽ kích hoạt nó ở trong cái phần driver của các đồ họa luôn, thì nó sẽ đồng bộ được cái tốc độ trình xuất dựng hình của cái các đồ họa cùng với cái tốc độ quét của màn hình từ cái khoảng từ 48 đến 144 Hz, là 48 đến 144 khung hình. Thành ra là nếu mà cái các đồ họa của anh em mà nó có chậm hơn thì nó vẫn có thể mang lại một trải nghiệm mượt được. Và chúng ta nên dùng cái FreeSync khi chúng ta chơi những cái game mà có cái chuyển động nhanh, chẳng hạn như game bắn súng, thì lúc đó cái tình trạng xé hình nó sẽ không có, nó sẽ được hạn chế rất là nhiều. Đây là menu OSD trên cái màn hình XG27VQ, thì nó cho phép chúng ta chỉnh khá là nhiều thứ, không quá sâu nhưng mà đủ đối với một game thủ bình thường. Thì ở đây Asus có làm sẵn một số cái preset để chúng ta thiết lập nhanh, chẳng hạn như các chế độ như game đua xe, chế độ xem phim, chế độ chơi game chiến thuật, FPS, sRGB và MOBA, cũng như là một số cái tinh chỉnh về ánh sáng xanh, màu sắc, bật tắt AMD FreeSync, chọn input và chế độ đèn đóm màu me. Thì theo trải nghiệm của mình thì mình cũng khuyên anh em, nếu anh em đang xài màn hình này và để hạn chế tối đa tình trạng bị ghosting, thì chúng ta nên chỉnh qua cái chế độ FPS, hoặc là chúng ta chỉnh qua chế độ Racing, thì nó sẽ loại bỏ được rất là nhiều cái bóng nhòe phía sau cái chủ thể chuyển động nhanh, cũng như là nó mang lại cái trải nghiệm chơi game tốt hơn, chúng ta headshot chính xác hơn. Như vậy là sau một cái video cũng khá là dài hơi, thì mình hy vọng anh em là có một cái nhìn rất chi tiết về cái màn hình XG27VQ này. Mình làm chi tiết bởi vì nó có cái mức giá cũng khá là cao, khoảng 12 triệu cho một cái màn hình cong và Full HD 27 inch, kèm theo đó là những cái thông số cũng khá là tốt đối với một game thủ như 144Hz, và tốc thời gian phản hồi là 40 giây. Thì mình nghĩ những gì mà XG27VQ nó mang lại nó khá là phù hợp trong cái tầm giá của mình.
màu sắc thì nó sẽ phù hợp với những ai thích chơi game, tuy nhiên thì không phù hợp lắm đối với những ai mà thích làm đồ họa. Tốc độ phản ứng không quá lâu, tần số quét 1.42, tuy nhiên thì để khai thác cái tần số này thì chúng ta cần phải có một cái card đồ họa nó mạnh, chẳng hạn như là mình dùng ở đây RX570, và để khai thác cái AMD FreeSync mình cũng có thử với 1070 với một số cái game, thì để trải nghiệm tốt nhất thì chỉnh sao cho nó có tần số quét cao, xuất ra khung hình cao tương ứng với cái tần số quét thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà chúng ta dùng cái card đồ họa quá yếu, nó không đủ các khung hình, thì mình nghĩ nó sẽ bị steering giống như những cái màn hình tần số quét thấp khác. Và cuối cùng thì những hiệu ứng đèn đóm màu mè cũng là một cái yếu tố điểm cộng cho cái màn hình này, tuy nhiên thì nó cũng hơi bị nửa vời khi mà Aura thì không xuyên được, mà đèn đóm dạng như cái đèn dưới này nếu mà đổi được màu thì nó rất là đẹp. Mình nghĩ với 12 triệu cho một cái màn hình công, một cái mức giá khá là dễ tiếp cận. Cảm ơn em đã xem video.